Chào mọi người, mình quay trở lại với một video tiếp theo. Và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái linh kiện ở bên trong nồi áp suất như này. Những chiếc nồi áp suất như này thì trong gia đình chúng ta, trong khu vực bếp thì gần như nhà nào cũng rất hay sử dụng cái nồi áp suất. Với vài năm trở lại đây thì cái nồi áp suất này trở nên rất là thông dụng. Và cái nồi áp suất này thì nó thiết kế nó khác với cái nồi cơm, và mình nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những bạn mới vào nghề sửa chữa về bên nồi cơm điện cũng như nồi áp suất này có thể sẽ chưa hiểu hết được về những cái linh kiện bên trong. Vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ tiện thể mình sửa cái nồi này, và mình sẽ chỉ cho các bạn những cái linh kiện và nó có chức năng gì ở bên trong cái nồi áp suất này. Bây giờ thì mình sẽ tháo tung cái nắp bếp này ra. Ở đây nó có 3 con ốc này các bạn, thì mình đã tháo ra rồi, và bây giờ mình sẽ nhấc ốc và tháo cái nắp bếp này ra ngoài. Đó, đây là mình đã tháo ra. Với cái nồi cơm, cái nồi áp suất này thì hiện giờ nó đang bị hỏng cái chân cắm điện này thôi các bạn, mình sẽ thay sau. Và bây giờ thì tiện thể mình sẽ chỉ cho một số các bạn, nếu như những ai chưa hiểu rõ về cái nồi áp suất. Bây giờ mình sẽ trước tiên mình sẽ tháo cái này ra cho nó gọn đã. Cái này nó có thể xoay được các bạn. Và khi chúng ta đặt thì chúng ta nên đặt đúng chính giữa cho nó chính xác này. Cái mặt này chính giữa cho hai khoảng này. Nếu như chúng ta không để ý nó sẽ bị lệch sang, rất là mất thẩm mỹ. Đây là cái cụm cắm dây điện. Cụm cắm dây điện thì thông thường nó cũng sẽ có bao gồm 3 cái dây. 2 dây hai bên và 1 dây giữa. Thì đây một chân đã bị mất rồi. Cái chân ở giữa này thì bao giờ nó cũng sẽ là dây màu vàng và bắt với cái khung của cái nồi áp suất này. Đây cả vỏ nữa thì chính là dây chống giật. Thực tế thì cái dây chống giật này họ thiết kế như vậy, nhưng mà đối với cái điện lưới của Việt Nam chúng ta gần như rất ít khi thiết kế điện gia đình mà có cái dây tiếp đất để chống giật như này các bạn nhé. Nên khi mà nó bị đứt cái này ra thì chúng ta cũng không cần phải nối lại làm gì, bởi vì thông thường người ta không dùng đến. Điện lưới của Việt Nam chúng ta gần như không có cái, không thiết kế cái dây chống giật này. Kể cả ổ điện cũng gần như là người ta rất là ít khi có loại ổ điện mà có 3 chân. Quay trở lại với từng linh kiện trên cái nồi áp suất thì các bạn nhìn thấy là đây là một, chính là một cái dây phích điện, nó sẽ được đi qua với một cái cầu chì. Cái cầu chì này nó có nhiệm vụ là quá tải thì nó sẽ bị đứt, và nó cũng quá nhiệt độ nó cũng sẽ đứt luôn. Vừa là quá tải vừa là quá nhiệt độ. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây chính là cái cầu chì, và cũng là cái bảo vệ nhiệt độ. Nếu như mà bị quá tải về công suất cũng như là quá nhiệt độ thì nó sẽ ngắt luôn cái cầu chì này, đứt ra và chúng ta cần phải thay mới. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó đang đề một cái thông số, đó chính là điện áp 250V ở vạch dưới này, 10A 250V. Và cái TF này chính là cái nhiệt độ là 142 độ C. Quá cái nhiệt độ này thì nó sẽ bị đứt, cũng coi như là cháy cầu chì và chúng ta cần phải làm lại. Đó, bây giờ mình sẽ đóng lại và chuyển sang cái linh kiện mới. Các bạn nhìn ở bên trong cái nồi áp suất này, gần như tất cả các hãng nó đều có cái số linh kiện gần như là giống nhau. Nó bao gồm một con rơ le, hai con rơ le, ba con rơ le và một con rơ le nằm ở chính giữa này nữa, là 4 con rơ le. Thì mình nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những cái bạn mới vào nghề sẽ không hiểu được những cái rơ le này nó làm việc như thế nào. Hoặc là chúng ta không hiểu hết, có nghĩa là biết được con này như nào, nhưng con này không biết, hoặc con này không biết. Vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó chính là chúng ta để ý cái nút vặn này. Thông thường nó theo kèm theo một cái chuông, như cái này nó không có chuông. Thì nó là một con rơ le thời gian. Và rơ le thời gian này nó sẽ có hai loại thông thường. Một là rơ le cơ và hai là rơ le điện.
Tuner cơ thì nó, các bạn vặn nó sẽ giống như một cái vặn cái hẹn giờ đồng hồ, hẹn giờ của cái quạt thông thường, hẹn giờ quạt. Thì nó cứ tự, chúng ta vặn này chúng ta nó sẽ tự động, nó sẽ tự động chạy dần chạy dần chạy dần về không, và nó sẽ ngắt cái tiếp điểm điện. Đấy là loại thứ nhất. Và loại thứ hai là Zener thời gian chạy bằng điện, có nghĩa là khi các bạn cấp điện thì cái Zener này nó mới chạy, còn nếu như các bạn bị mất điện thì nó sẽ đứng yên vị trí này và không chạy nữa. Và khi nó chạy về không thì nó cũng ngắt cái tiếp điểm ra. Đó. Thì đây chính là cái Zener thời gian. Tiếp đến là một con Zener nữa nằm ở trên cái khung này các bạn. Nằm ở trên khung này. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Chính là con Zener ủ. Có nghĩa là nó giữ cho cái nồi này chúng ta cắm từ sáng đến trưa hoặc đến tối thì nó vẫn có cái độ ấm đủ cần thiết giữ nóng. Thì đây chính là con Zener này giữ nóng, hoặc là gọi là Zener ủ. Đó, Zener ủ. Đây các bạn nhìn thấy. Tiếp đến một con Zener nữa, chính là con Zener này, Zener chống cạn. Con Zener này cho chức năng khi mà chúng ta nấu cơm, nồi đa năng, nồi áp suất thì nó có chức năng đa năng rồi, nó có thể nấu cơm hoặc là ninh nấu. Thì cái này chính là Zener chống cạn. Nếu như chúng ta nấu cơm mà nó bị cạn hết nước thì nó sẽ phải cần phải nhảy. Thì đây chính là con Zener chống cạn các bạn nhé, chống cạn. Đó, con Zener này. Cái dây mát này thì nó cũng chỉ là dây mát thôi, còn hai cái dây này mới là hai dây của Zener. Zener chống cạn này thì nó được thiết kế giống dạng như con Zener ở ấm siêu tốc, nhưng mà nó có cái nhiệt độ là khác nhau. Hình rất giống với con sò sắt, con Chanito vỏ bằng sắt, nó rất giống như vậy nhưng nó nhỏ hơn. Đó. Còn cái nồi áp suất này nó rất hay hỏng một cái con Zener nữa, đó chính là con Zener mà cuối cùng là con Zener thứ tư ở đây mình chỉ cho các bạn, đó chính là con Zener hơi. Gọi là áp suất thì nó phải có hơi bên trong thì nó mới tăng, nó mới tạo ra áp suất lớn được. Thì hơi càng lớn thì áp suất càng lớn. Thì đây chính là Zener hơi các bạn. Ở nồi áp suất thì rất hay bị hỏng cái con Zener hơi này. Và nó hỏng con Zener hơi này nó dẫn đến những cái hiện tượng rất là đáng sợ. Đó chính là nó có thể làm nổ các vung này ra ngoài và phun rất là nhiều nước ra. Đó, trong quá trình sửa chữa thì mình gặp rất là nhiều. Và video này mình chia sẻ cho các bạn. Đây chính là con Zener hơi. Ở dưới cái đáy nồi này, ở video này thì rất tiếc là mình sẽ không tháo tung hết sạch ra, và mình sẽ chỉ cho các bạn thôi, xong thực sơ qua thôi. Ở dưới ba con ốc này các bạn này, nó sẽ có một cái dạng giống như là một cái nhíp của ô tô. Nó có thể đẩn lên đẩn xuống được. Nếu như căng hơi thì nó sẽ đè xuống nhún xuống. Nó giống như một cái ô tô chở nặng thì nó sẽ nhún xuống. Và nếu như nó nhẹ thì nó sẽ đẩy lên trên. Ở dưới thông qua mấy con ốc này các bạn nhé, nó sẽ có một dạng nhíp, giống như một cái nhíp. Chỉ có nồi áp suất mới có, còn nồi cướp điện thường không có. Đó, thì các bạn nếu như đun đủ cái áp suất lớn thì nó sẽ đẩy cái đó, nó thụt xuống dưới, làm cho cái muối này này, đây này các bạn, nó sẽ được đẩy lên trên như thế này, làm ngắt con Zener hơi. Đây mình sẽ, đây, làm ngắt con Zener hơi. Đó. Khi ngắt Zener hơi thì nó sẽ ngắt cái nhiệm vụ là đun, tiếp tục đun. Tạm thời nó sẽ không đun nữa, để cho cái hơi nó giữ ở trong cái xoong này của chúng ta một cái khoảng thời gian nào đó. Nó tiêu hao đi và thiếu hơi cần thiết thì bắt đầu mới lại đóng lại. Thì đây chính là con Zener hơi. Với nồi áp suất thì nó sẽ có 4 con Zener như vậy. Bây giờ mình sẽ nói rút gọn lại, bao gồm 4 con Zener. 1 là Zener thời gian, 2 là Zener ủ, 3 là Zener chống cạn, và 4 là con Zener hơi. Đó, Zener áp suất. Thì nếu như anh em nào mà chúng ta có sửa chữa về cái này mới gặp về những cái nồi như vậy mà chúng ta chưa hiểu hết thì video này có thể là video dành cho bạn để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Muốn sửa được một cái thiết bị thì chúng ta cần phải có cái thời gian để nghiên cứu nó và hiểu được những cái linh kiện của nó cũng như là đường mạch đi như thế nào thì chúng ta mới có thể làm được. Đó, thì video này mình đã chỉ cho các bạn về những cái linh kiện bên trong. Còn những cái thông thường những cái pan bệnh hỏng thì nó phải trực tiếp thì mình mới chỉ được. Còn nói theo kiểu hình dung thì rất là khó. Với những cái nồi áp suất như vậy thì thông thường là nó gần như các hãng. Đây là một cái nồi của Sunhao. Thì gần như là các hãng từ Trung Quốc đến Việt Nam sản xuất hay gì đó thì nó cũng sẽ
nó thiết kế gần như là tương đồng như vậy, nó sẽ có gần như đủ những linh kiện như này để các bạn có thể sửa chữa, chúng ta có thể tìm hiểu. Rồi và cái video này ngày hôm nay thì mình làm cho các bạn có thể tham khảo những ai mà chưa hiểu rõ, cũng như là những người mà mới vào nghề chưa hiểu, để chúng ta có thể biết được một phần nào đó dễ hơn trong cái việc sửa chữa. Còn video này thì mình xin kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới hơn.